Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Nội Thất Sơn Đông. Kính thưa quý khách, trong video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người tượng Phật Di Lặc Tứ Linh. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tượng Phật Di Lặc Tứ Linh được chế tác từ 100% gỗ hương cao cấp và đang có giá là 14.900.000 đồng này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ý nghĩa của tượng Phật Di Lặc Tứ Linh này nhé. Và tượng Phật Di Lặc Tứ Linh này mang lại hạnh phúc cho gia chủ. Tượng Phật Di Lặc Tứ Linh hội tụ còn được các nghệ nhân tạo hình rất độc đáo. Vị Phật cười này trên tay phải cầm thẻ ngọc, xung quanh là tứ linh như bảo vệ gia chủ để mang lại điều tốt lành và may mắn. Tứ linh như đã biết là bốn loài vật và bốn linh thần tượng trưng cho trời đất là sức mạnh của nước, lửa, đất và gió. Và bốn linh vật này cai quản 28 chòm sao chiếu mệnh, bảo hộ cho vạn vật. Thú chơi tượng gỗ đẹp không chỉ là mới bắt đầu nổi lên như một xu hướng hiện đại mà nó đã là một nền móng phát triển, trải qua rất nhiều thế hệ nghệ nhân cũng như người chơi tượng gỗ. Và một điều chắc chắn rằng đây không phải là chuyện của 1-2 năm mà nó sẽ tồn tại rất lâu. Và tượng gỗ đẹp tại Nội Thất Sơn Đông của chúng tôi là cơ sở điêu khắc chuyên nghiệp. Tượng gỗ này được chế tác từ 100% gỗ hương cao cấp. Và gỗ hương được sử dụng trong điêu khắc tượng gỗ vì gỗ hương có vân đẹp, hơ gỗ dai mịn, màu gỗ đỏ hoặc nâu vàng rất đẹp và gỗ bơm và dễ xử lý, nên trong quá trình điêu khắc tượng gỗ hương dễ dàng và ít bị nứt nẻ cong vênh hơn so với các loại gỗ khác. Và các sản phẩm tượng gỗ hương đẹp cũng khá đa dạng về mẫu mã và kích thước, do đó phù hợp cho mọi gia chủ, đặc biệt là đối với dòng tượng gỗ nghệ thuật thì còn khá nhiều tiêu chuẩn về sự cảm nhận. Để đánh giá giá trị của một pho tượng gỗ là bao nhiêu, người ta còn thường hay nói khi chơi tượng gỗ còn phụ thuộc khá nhiều vào cái duyên của người chơi và tác phẩm. Và tượng này có kích thước cao 86cm và tượng được các nghệ nhân gia công rất cẩn thận. Và tượng Phật Di Lặc có gương mặt cười tươi như được các nghệ nhân thổi hồn vào. Và nếu mọi người cảm thấy yêu thích video này, đừng ngần ngại nhấn like và đăng ký kênh YouTube của tôi để cập nhật những đồ dùng nội thất mới nhất. Hoặc có bất kỳ thắc mắc gì, mọi người hãy bình luận bên dưới. Nội Thất Sơn Đông luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách nhiệt tình nhất có thể. Hoặc mọi người có thể gọi ngay cho tôi theo số điện thoại 0372154068 để được tư vấn trực tiếp. Hoặc hãy ghé trực tiếp lại cửa hàng Nội Thất Sơn Đông chi nhánh Tiền Giang, nằm tại địa chỉ 108 ấp Bắc, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hoặc có thể truy cập thêm tại website noithatsondong.com để tham khảo thêm tại nhà. Và việc của quý khách là chỉ lựa chọn sản phẩm và đồng ý với điều khoản mua hàng, và Nội Thất Sơn Đông sẽ đem sản phẩm tuyệt vời đó đến tận nhà quý khách. Kèm theo đó, chúng tôi còn có chế độ bảo hành 5 năm và bảo trì vĩnh viễn, cùng chính sách 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên sử dụng để đem đến những sản phẩm tốt nhất cho quý khách. Và bây giờ video của tôi đến đây cũng kết thúc rồi. Hẹn gặp lại quý khách ở video lần sau. Chúc quý khách có một ngày làm việc vui vẻ. Xin cảm ơn.